Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chuyện gì xảy ra? Nếu như Simmy lớn lên trong Minecraft, anh Phong ơi, anh hãy thử làm video này đi. Trời ơi, thiệt luôn á. Mấy cái video kiểu như vậy mà mấy bạn cũng thích xem nữa sao? Làm gì có chuyện mà lớn lên ở trong Minecraft tào lao. Không, mình không có làm đâu, quyết định không làm đâu. Ok, nhưng mà bởi vì là mấy bạn fan yêu quý của mình đã yêu cầu, cho nên là ok, mình sẽ làm nha các bạn nha. Mặc dù là mình cũng thích cái content này lắm. Ok, thì nói chung á là ngày hôm nay mình đã xây ra được 5 cái cổng nè các bạn ơi. Đây, cho mấy bạn xem nè nha. Ở chỗ này mình đang có một cái cổng bằng đất. Thì cái cổng bằng đất này có hình của mình là em bé nè. Trông của teo quá nhỉ. Trời ơi, nhìn dễ thương quá. Lúc nhỏ mình dễ thương lắm luôn á các bạn. Chẳng qua tại vì á mình ít chụp ảnh cho nên mình không có... Ủa sao mình lùn quá, mình không thấy cái đầu mình đâu hết gì ta. Lúc nhỏ là mình dễ thương lắm mấy bạn, chẳng qua là mình không có chụp ảnh lúc nhỏ thôi, cho nên mấy bạn không thấy được hình của mình lúc nhỏ. Chứ thật ra mình cũng không nhớ lúc nhỏ mình như thế nào. Nhưng mà chắc là dễ thương lắm á, tại vì bây giờ mình cũng dễ thương mà, đúng không? Và cánh cổng tiếp theo của mình chính là một cánh cổng bằng sắt. Thì như bạn thấy ở đây là có hình của mình lúc mà mình lớn lên được tí nè. Lúc này thì mình đã biết đi rồi và mình đã mặc quần áo, chứ không phải là mặc tã như bây giờ nữa bạn ơi. Trời, cái skin của mình lúc này đang mặc cái tã nữa bạn. Nhìn buồn cười thật sự. Ok, và ở bên này thì mình còn có thêm một cái cổng bằng vàng. Và cái cổng bằng vàng này có mình lúc mà mình lớn hơn xíu nè. Cổng kim cương thì mình đã trưởng thành rồi nè. Và cái cổng cuối cùng chính là cổng ngọc lục bảo. Thì lúc này mình đã lớn ơi là lớn luôn rồi nè bạn thấy không. Đó, mặc đồ vest các kiểu nè không, cao hơn nữa nè. Trời ơi, nếu như bạn không biết á thì mình chính là thành viên cao nhất của Hero Team luôn á bạn. Hình như cái này ai cũng biết rồi thì phải. Và có rất là nhiều bạn fan đã yêu cầu mình rằng là anh Phong ơi hãy làm. À không, không có anh gì hết. Lúc này mình đang còn nhỏ mà, mình còn đang bé tí tẹo này, mình phải kêu bằng em đi ha. Ok, em Phong ơi, em hãy làm video về Minecraft. Nếu như Phong cận lớn lên ở trong Minecraft đi. Bởi vậy cho nên hôm nay em Phong sẽ làm video cho bạn xem nha. Ok, vậy thì trước khi vào video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. À mà quên nữa, hiện tại mình đang có một kênh YouTube là Phong Cận Vlog. Và cái kênh này mình sẽ đăng rất là nhiều video trên đó, là video vlog đó. Chứ bạn hãy qua bên kênh đó đăng ký ủng hộ cho mình nha. Nhớ đăng ký cho mình đạt lên được triệu sub nha bạn. Thì cái kênh này mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Các bạn hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha mọi người. Đăng ký đi, đăng ký đi. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với cánh cổng đầu tiên. Chính là cánh cổng em bé nè. Ok, ok. Không biết là mình lúc nhỏ thì mình sẽ làm gì vậy ta. Để mình vô thử nha. Chuẩn bị sẵn sàng nha bạn. 3, 2, 1. Let's go. Nhưng mà khoan từ, cái này chỗ nào đây? Ủa, gì kỳ vậy? Tính ra là tôi tưởng là tôi là em bé baby, thì khi mà tôi nhảy vô thì tôi sẽ được đi đến một cái chỗ nào đó có nhiều đồ chơi hay là gì đó chứ. Sao tự nhiên bây giờ mình lại ở trong khu rừng là sao? Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Ủa, khoan từ, chỗ này có cái rương gì nè. Một quyển sách, một cái xô. Ủa, gì kỳ vậy? Ủa, bộ lúc mà còn nhỏ là mình dùng cái xô nước để mình đi múc nước mình tưới cây hả hay gì ta, mà sao tự nhiên có cái xô đây ta, múc nước nè, tưới cây nè. Ủa, hay sao trời? Rồi có quyển sách gì đây? Nhiệm vụ baby, kiếm sữa bò uống để lớn. Cái gì đây, sữa bò trời, cái chữ sữa còn ghi sai chính tả đây nè. Kiếm sữa bò uống để lớn, trời. Ừ đúng rồi ha, lúc mình còn nhỏ mình làm gì biết viết chữ. Trời ơi, mình ghi chữ sữa sai rồi, đúng rồi. Ơ nhưng mà khoan, vậy là bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm sữa để uống á hả? Nhưng mà ok, dễ mà. Trời ơi, tưởng cái gì, cũng đúng ha, tính ra là cũng hợp lý á. Mình còn nhỏ cho nên là mình cần phải kiếm sữa để mình uống thì mình mới lớn lên được, đúng không các bạn? Mấy bạn nào còn nhỏ cũng gọi là cố gắng ăn uống nhiều vô để mấy bạn có thể to lớn hơn nha. Lúc nhỏ Phong ăn nhiều lắm chứ bây giờ Phong mới cao thế này nè. Gì vậy? Sao mà có zombie đây nữa? Trời ơi, mình phải dùng cái xô mình đánh nhau con zombie. Trời ơi trời. Ủa vậy là lúc mà còn nhỏ là mình đã đi đánh nhau với zombie hả ta? Ui, zombie kia cầm súng luôn kìa bạn ơi. À, cái gì vậy? Trời ơi trời. What the hell, what the hell? Ta không sợ người đâu. Ây da, đau quá anh ơi. Rồi xong, còn có 2 tim à, chưa đến 2 tim nữa. Trời ơi, chạy chạy chạy. Ui, cái con này ghê quá à. Rồi xong rồi nó bị lửa cháy chết rồi. Trời ơi, thiệt luôn á trời. Sao mà tôi là baby mà mới vừa vô tôi còn bị zombie tấn công vậy trời. Giờ kiếm đâu ra mấy con bò để mình lấy sữa mình uống nữa nha. Ờ, sao xung quanh đây không có con bò nào hết vậy ta? Để xem coi có con bò nào không nha. Ủa, ủa, có bò kìa bạn. Wow, thấy rồi nha. Nhưng mà khoan. Ủa, cái gì vậy? Nó cao vậy sao mình lên được? Mình còn là em bé baby làm sao mình lên trên tuốt trên cao vậy? Mình lấy mấy con bò được trời. Nó nằm ở trên tuốt trên núi luôn, không còn nào dưới đất luôn. Trời ơi trời, khổ dữ vậy ta. Không sao, mình sẽ đi chặt gỗ để mình lấy gỗ để mình leo trên đó. Đó bạn thấy không,
lúc mà tôi còn nhỏ tôi đã chăm chỉ làm việc, tôi đi đào gỗ các kiểu, mày thấy không? Trời ơi là trời. Ok, thôi tôi lấy gỗ đây. Rồi rồi, ok, cuối cùng tôi cũng lấy xong gỗ nè các bạn. Bạn nhìn nè, mấy cây xung quanh đi, tôi đã chặt hết gỗ rồi nè, thấy không? Đó, rồi ok. Bây giờ tôi sẽ lấy gỗ bỏ vô đây, chế tạo thành ván gỗ, leo trên kia. Gì mà có thêm con zombie nữa vậy? Trời ơi, tôi chỉ là em bé baby thôi, đừng đuổi tôi nữa. Nhảy lên đây, leo lên trên để con zombie nó không bắt được mình. Ôi trời ơi, con zombie tuổi gì bắt được tôi hả bạn? Ok, mình sẽ leo lên trên đó để mình lấy sữa bò nha các bạn nha. Tôi không hiểu sao luôn á, mấy con bò đó ở trên cao dữ vậy ta. Ôi, gần tới chưa? Chưa nữa hả? Ôi là trời, thiệt luôn á, mới làm em bé thôi mà đã phải gọi là cực khổ như thế này rồi thì tí nữa lớn lên sẽ khổ hơn cỡ nào nữa trời. Leo lên, leo lên. Trời, gần, cũng gần tới rồi, cũng gần tới rồi. Bò đây rồi, bò đây. Ok. Hello mấy anh bò, cho em xin tí sữa nha. Yeah, mình đã lấy được sữa rồi bạn ơi. Uống sữa, nhum nhum nhum. Ok, lấy thêm hũ sữa nè, uống tiếp. Nhum nhum nhum, à, lấy thêm hũ sữa nữa, uống tiếp. Nhum 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 nhum. Ủa, mà sao không thấy lớn lên được tí nào vậy trời? Ủa gì vậy? À, hiểu rồi, chắc là mình chỉ cần uống sữa vậy thôi. Sau đó mình đi qua cổng kia, mình sẽ lớn lên đó. Ôi, cảm ơn mấy bạn bò nha, bạn tránh ra cho mình đi coi. Sao đây mấy bạn bò nha. Sorry. Ok, cảm ơn mấy bạn đã cho mình sữa. Bây giờ mình đi đây. Bây giờ mình kiếm chỗ nào mình nhảy xuống giờ ta. Mình còn có mấy tim mà. Ở bên kia được kìa. Hui. Hui. Tẩm rồi, rơi xuống nước. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cánh cổng để mình coi coi mình có lớn được tí nào nha các bạn nha. Làm em bé khổ quá à. Trời ơi, phải đào block rồi còn leo lên trên tuốt trên cao để mình lấy mấy con bò nữa. Thiệt đúng là Minecraft. Ok, bắt đầu xem coi mình đã lớn được như thế nào nha các bạn. Let's go. Ok, mình đã ra ngoài rồi đây. Bây giờ để mình xem coi mình đã lớn lên được bao nhiêu nha các bạn nha. Wow, trời ơi, nhìn mình dễ thương dữ trời. Mặc cái áo yếm nhìn đúng cute luôn các bạn. Bạn coi nè, ý hệt như trên hình luôn. Wow. Ê, nhưng mà lúc này hình như là mình thấy rằng là mình vẫn còn bé lắm hay sao á, vẫn còn lùng lùng nè. Chắc là lúc này mình chỉ mới học có lớp 2, lớp 3 gì thôi. Ừ đúng rồi á, bên này thì lúc mà mình còn nhỏ là em bé sơ sinh nè. Còn bên này thì chắc là lúc mà mình đã lớn lên được lớp 1, lớp 2 gì đó rồi. Hay, như vậy là không được, mình muốn mình phải cao hơn nữa. Trời ơi, mình là thành viên cao nhất của Hero Team mà. Cho nên bây giờ mình sẽ phải vào trong cánh cổng bằng vàng để mình lớn lên thêm xíu nữa nha các bạn nha. Cánh cổng này thì mình đang mặc một cái áo màu trắng nè, đôi giày màu xanh và nhìn có vẻ là có cao lên tí rồi. Chắc cái này là lên cấp 2 đó. Lớp này là chắc là học lớp 7, lớp 8 đây nè. Ok, vô thế nào. Let's go. À khoan, từ từ, quên mất. Hình như mình nhầm mấy bạn ơi, không phải cái cổng này. Trời ơi trời, phải chui vô cái cổng này mới đúng nè. Mình phải thực hiện xong cái nhiệm vụ của cái cổng này, xong rồi mình mới lớn lên bằng cái kia được. Ok, được rồi, chui vô thôi. Lại nha bạn, let's go. Hay cha. Ok mấy bạn ơi, và mình đã qua được cánh cổng lớp 1, lớp 2 nè bạn. Để xem của mình sẽ được cái gì nha. Cái gì đây? Trời ơi, một tòa lâu đài. Ủa, chẳng lẽ là mình mới lên cái lớp 1, lớp 2 thôi mà mình đã có tiền mình mua nguyên cái lâu đài luôn á ta. Trời ơi, nhà mình giàu như vậy. Ủa, kì vậy? Rồi để mình vô xem coi. Ok, mở cửa ra nè, để xem coi có gì đây. Wow, trời ơi, cái gì mà nhiều đồ chơi quá vậy trời. Trời ơi, quá trời luôn bạn ơi. Nào là Rubik nè, nào là bóng rổ nè. Ở bên đây có con vịt búp bê nè. Ủa sao có con búp bê màu hồng ở đây vậy? Ủa, bộ lúc nhỏ tôi thấy chơi búp bê chứ phải ta cái gì kì. Ok, quá trời đồ chơi luôn bạn ơi. Đã quá trời quá đất luôn trời. Ê, nhưng mà tính ra cái này đúng thiệt là chỉ có trong Minecraft mới có nhiều đồ chơi vậy thôi nha. Chứ lúc mà Phong còn nhỏ bạn thì bạn biết Phong hay chơi trò gì không? Phong hay chơi những cái trò ví dụ như là cá sấu lên bờ nè, hay là đuổi bắt nè. Đó, lúc nhỏ là Phong hay chơi mấy trò với bạn của Phong á. À, trốn tìm nữa nha bạn. Trốn tìm nữa. Thì ở đây nè, quá trời đồ chơi luôn. Ôi, nhưng mà khoan từ, mình phải làm cái gì với cánh cổng lớp 1 này đâu ta? Sao mà trong đây nhiều đồ chơi quá vậy? Nhưng mà hình như là nó quăng hơi bừa bộn thì phải. À, chắc là nhiệm vụ của mình là phải dọn dẹp hết đống đồ chơi này hay sao bạn ơi? Mình cần phải dọn dẹp sạch sẽ đó. À ok, rồi hiểu rồi. À, tính ra là lúc nhỏ mình cũng ngoan ghê luôn á chứ. Mình chơi xong là mình dọn đồ chơi vô nè. Đúng rồi đó. Mấy bạn nhỏ nhớ nè, ở nhà mẹ của chúng ta đã phải nấu ăn nè, giặt giũ quần áo nè, còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, cho nên là mẹ chúng ta rất là mệt. Vậy cho nên là mấy bạn hãy nhớ là sau khi mà mấy bạn gọi là ăn uống hay là mấy bạn gọi là chơi đồ chơi xong á, mấy bạn cần phải dọn dẹp thật là gọn gàng nha, để cho ba mẹ chúng ta gọi là đỡ cực, hiểu không? Chứ không thôi mẹ phải dọn dẹp tội nghiệp mẹ lắm. Đó, ok. Rồi, mình sẽ dọn vô nè. Đó, trời ơi, tôi ngoan quá, xứng đáng được gọi là phiếu bé ngoan các bạn ơi. Ok, đập ra rồi. Rồi, ok, xong. Bỏ vô rương. Đấy, bỏ vô rương là xong. Trời ơi, tôi quá là ngoan luôn các bạn ơi. Bỏ vô. Xong. Rồi,
sạch sẽ gọn gàng luôn. Tính ra cái nhiệm vụ lớp 1 này của mình cũng dễ ẹt à ha. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ qua lại cánh cổng để chúng ta đi đến nhiệm vụ tiếp theo nhé bạn. Hay, nhiệm vụ dễ quá. Vậy mà tôi cứ tưởng là tôi giàu đến mức mà tôi mua được nguyên cái tòa lâu đài luôn chứ. Hóa ra không phải, hóa ra cái này chỉ là nhà trẻ thôi. Ok được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cánh cổng tiếp theo nha mọi người. Để coi mình có lớn lên được chút nào không nha. Ok, let's go. Hey, ok, mình đã ra ngoài được nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ xem coi mình đã lớn được như thế nào nha. Ủa, cái gì kỳ vậy ta? Sao mà mình đã lớn lên rồi mà sao nhìn mình vẫn lùng và nhìn mình nó cũng gọi là nhìn giống Nobita trong Doraemon ấy trời. Các bạn để ý không? Trời, nhìn mình y hệt như Nobita luôn nè. Hay, nhưng mà cũng được, tính ra là cũng giống cái hình trên đây nè các bạn. Bạn nhìn thấy không? Đây áo trắng nè, tóc xanh nè. Ủa mà sao lúc nhỏ mình mới đẻ ra tóc mình màu xanh này hả ta? Chắc là vậy á. Ok. Rồi, nói chung á là bây giờ mình đã lớn được lên xíu nè các bạn. Đó, mặc cáo màu trắng nha, y hệt như trên cái hình vẽ luôn, mày thấy không? Có điều vẫn chưa cao được mấy, mình không cao được bằng hai block luôn bạn. Tính ra hai cái block mà nó còn cao hơn mình luôn nè. Trời ơi trời. Thôi được rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo là sẽ vào trong cánh cổng kim cương nha các bạn nha. Thì khi vào trong cánh cổng kim cương này thì mình sẽ lên được, hình như cái này là cấp 3 nè. Đúng rồi. Lúc này chắc là mình đã học lớp 8, lớp 9 nè, nhìn có vẻ lớn hơn, cao hơn và đẹp trai hơn rồi đó. Ok được rồi, vô thôi các bạn ơi. À, nhưng mà hồi nãy là mình vô cổng này xong rồi cổng này, rồi bây giờ mình phải thực hiện xong cái cổng của cái tuổi này của mình đã, sau đó là mình mới qua được cổng kim cương. Được rồi. Vô thôi. Let's go. Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy ta? Ủa, cái gì cây vậy? Ủa, tính ra là mình mới vừa vào trong cánh cổng, sau đó là mình xuất hiện ở chỗ nào đây ta? Nhìn lạ quá vậy trời. Hình như cái chỗ này là mình phải bắt cua hay sao á. Rồi, 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 xong luôn, tôi hiểu luôn. Lúc này tôi đã lên cấp 2 rồi, cho nên là tôi bắt đầu chạy nhảy nhiều hơn nữa bạn. Tôi bắt đầu phá phách hơn, tôi chạy nhảy cái kiểu nè. Vậy vậy cho nên tôi mới vô tôi chơi bắt cua nè. À ok rồi, cũng hợp lý, tính ra cũng hợp lý. Tính ra là bạn nào mà đến cái tuổi cấp 2 giống như mình thì chắc chắn mấy bạn cũng rất là thích đi chơi đúng không? Cho nên là trong đây có mấy cái bắt cua nè. Nhảy qua đây đúng không? Trời ơi trời, thiệt luôn á té. Bây giờ sao nữa? Giờ mình phải canh. Ok, không sao không? Cố gắng thắng cái này để mình lớn lên thêm nào. Ok ok. Hóa ra là lúc mà mình lên cấp 2 là mình bắt đầu chạy nhảy nhiều hơn, bắt đầu đi chơi nhiều hơn nè. Ê, ok rồi, nhảy qua đây. Ok, chờ nó tít tít tít. Ok rồi, qua được. Cố lên. Yeah, qua được rồi. Rồi, chờ cục kia xuất hiện. Ui, nhảy qua nhanh lên, coi chừng nó biến mất. Yeah, ok, qua được rồi. Cố lên, đừng để cho nó biến mất. Ui, trời may quá. Xém nữa nó biến mất kìa bạn ơi. Còn ở chỗ này có bộ khó à. Ê, ok, để xíu, hiện lên nè. Nhảy qua. Rồi, nhảy xuống. Tưng lên. Yes, ok, mình qua được rồi. Ok, chờ, bây giờ mình sẽ chờ cho nó xuất hiện lại nè, sau đó mình nhảy lên trên. Yes, ok, qua được rồi. Trời ơi, nhưng mà mệt quá à. Thôi, tôi nghĩ là tôi chơi tới đây thôi, chứ chơi nhiều quá là một tí nữa là tôi mệt luôn quá trời. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ qua lại cánh cổng để mình coi mình đã lớn được bao nhiêu nha. Từ nãy giờ mình tập luyện thể dục thể thao cũng nhiều rồi đó. Rồi ok, qua thôi, let's go. Hey-ya. Trời ơi, nhìn có vẻ lớn hơn rồi đó bạn. Wow trời, lúc này thì mình đã y hệt như cái skin trên đây luôn, y hệt như cái hình luôn đó bạn. Coi bạn coi nè, đó, một cái áo hoodie màu xanh, một đôi giày màu xanh. À, ý hệt trên hình luôn các bạn ơi. Hay, nhưng mà lúc này á mình thấy là chắc là lúc này là mình mới học cấp 3 thôi các bạn ạ. À. Ừ, chắc lúc này là mới học cấp 3 nè. Lúc này mới có 10 mấy tuổi thôi nè. Còn bên này thì là Ngọc Lục Bảo thì lúc này mình đã cao hơn rất là nhiều rồi. Hình như bên này là năm mình 20 mấy tuổi nè. Hay là bây giờ mình thử chui vô cánh cổng Lục Bảo luôn đi để coi mình có lên được 20 mấy tuổi nha các bạn nha. Hiện tại bây giờ ở ngoài đời thật á là mình đang 21 tuổi. Qua năm mới là mình được 22 tuổi rồi các bạn ơi. Sao mình cảm giác mới ngày nào mình mới có 10 mấy tuổi mà bây giờ mình đã lên 20 mấy tuổi rồi các bạn ơi. Thiệt luôn á, bây giờ mấy bạn nhỏ mà gặp mình chắc kiểu mình bằng chú luôn các bạn. Cũng đúng chứ đúng không? Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ thử chui cái cổng kim cương này để mình xem coi mình lớn lên như thế nào nha các bạn nha. Không biết cổng kim cương này sẽ cho mình thử thách như thế nào đây. Ok, let's go, đi thôi. Hey da. Ủa cái gì đây? Ủa lại là một cái chỗ nào khác nữa vậy? Ủa, sao mà ở trong đây nhìn quen ta? Hình như là mình nhớ là mình có thấy cái cảnh này ở đâu đó rồi thì phải các bạn à. Chắc chắn luôn rồi chứ còn chỗ nào nữa. Ủa cái gì mà có Squid Game ở đây nữa vậy trời? Wow, chẳng lẽ là
Ủa chẳng lẽ mình lớn lên xong rồi mình đi tham gia Squid Game hả ta? Cái gì kỳ vậy trời? Ủa nhưng mà thôi từ để mình xem coi, chắc là cũng có phải có nhiệm vụ chứ. Chapter nè, cái này là gì? Hình như là mình phải tham gia Squid Game để mình có thể lớn lên. Ok, để mình thử nha. Ok, vô đây thử coi. Wow, trời ơi. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Ở chỗ này là Squid Game thiệt luôn nè các bạn. Ôi, ở bên kia có chị búp bê kìa các bạn. Ok, hiện tại bây giờ còn mười mấy giây nữa là mình phải vượt qua sao? Rồi, rồi, được, được, được. Ok, ok. Hay hồi hộp quá, hy vọng là mình sẽ có thể vượt qua được các bạn ơi. Let's go, let's go. Ok, ok, phải đứng nghiêm nha, mình phải đứng nghiêm, mình phải đứng nghiêm. Bây giờ chuẩn bị cửa mở ra, cái là chị búp bê sẽ nhìn mình nè. Ok. Đèn đỏ. Ok, đèn đỏ chị ơi. Chị ơi, ok, đèn xanh. Cái gì vậy? Trời ơi, vừa mới vô chết queo luôn, cái gì nhanh vậy trời. Lại. Này hơi nhanh, này hơi nhanh. Này hơi nhanh, làm lại chị ơi, em làm lại lần nữa nha. Hồng bé ơi. Ok, làm lại nè, lần này thì mình chắc chắn sẽ cố gắng để không bị thua nữa nha các bạn. Ok, cố lên. 2, 1. Vậy là mình phải đứng im luôn, mình không được cử động dù chỉ là một cái đầu các bạn ơi. Cái đầu mình cũng không được cử động luôn á. Ok, ok. Đứng lại. Ok. Sao mình run quá bạn ơi, chị búp bê nhìn mình. Ui, chị búp bê đếm nhanh quá vậy. Ok, ok. Đứng im. Chị búp bê đang nhìn mình. Bây giờ mà mình chỉ cần cử động cái đầu của mình hay là cánh tay của mình thôi là mình thua liền. Ok, ok. Ê, hay mình thử cử động cái đầu mình thử ha. Ui. What? Chỉ cần cử động cái đầu thôi là thua luôn các bạn ơi. What the hell? Mình làm lại, cho em làm lại thêm lần nữa nha chị. Em xin lỗi, hơi bị rồi, trời ơi, làm lại nha các bạn, lần này là không được cử động cái tay hay cái chân luôn nha các bạn. Lần này là mình sẽ phải tập trung hơn, mình không được cử động dù chỉ là một ngón chân hay là một ngón tay luôn. Ok, ok, cố lên. Rồi, bắt đầu nè, vô nè. Chị búp bê, quay đằng sau đi chị. Quay đi chị. Ok. Trời ơi, chị đếm nhanh như vậy làm sao mà em gọi là có thể qua nhanh được. Ok, đúng rồi, chậm thôi chị, chậm thôi, đúng rồi. Mặc dù là chị chưa đếm hết nhưng mà mình vẫn cứ đứng im đi cho chắc ăn, mình không muốn thua thêm một lần nữa đâu các bạn ơi. Trời ơi, chị búp bê nhìn đáng sợ quá các bạn ơi. Cố lên. Còn đến tận 2 phút là mình qua được chắc chắn rồi. Trời ơi, chị đếm nhanh quá vậy chị. Ok, ok, cố lên. Chúng thôi. Mình rung quá cho nên mình cứ đứng im đây cho chắc. Ok. Yes, ok, qua được rồi. Trời ơi, may quá bạn ơi, cuối cùng cũng qua được rồi. Thiệt luôn á, đúng đầu tim luôn á bạn, chị búp bê đúng đáng sợ luôn á. Ok, hoàn thành. Yes. Thôi tính ra là cái thử thách này cũng dễ chứ bộ. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ thử qua thử cánh cổng kia để mình coi mình đã lớn lên được bao nhiêu nha các bạn nha. Ok, let's go đi thôi. Hay da. Ok, rồi, ra ngoài được rồi đây. Mình đang hồi hộp quá bạn ơi, bây giờ mình đã đến được level cuối cùng là cao nhất rồi nè. Trời ơi, không biết là mình đã cao được bao nhiêu, mình đã lớn lên được bao nhiêu các bạn ha, để xem coi. Hey. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao mà nhìn mình cao dữ vậy trời bạn ơi, bạn nhìn nè, nhìn mình y hệt như là Slenderman luôn các bạn. Trời ơi, trời ơi, nhìn mình cao ấy là cao luôn, tay chân cũng dài đó nữa. Bây giờ mình đã cao hơn 2 block rồi các bạn nha. Trời ơi. Cao dễ sợ cao luôn á trời. Hay không biết rằng mai mốt á mình lớn lên nữa thì mình có còn cao hơn nữa không hả bạn ha, nhưng mà ở trong Minecraft hiện tại là mình đã cao được như thế này rồi nè. Wow. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách cuối cùng luôn nha các bạn nha. Để thực hiện thử thách cuối cùng này để mình xem coi rằng là liệu mình lên 2 mấy tuổi thì mình sẽ có nhiệm vụ làm cái gì đây. Ok. Thôi lũ nhìn tôi mắc cười đó các bạn ơi. Ok, let's go đi thế nào. Vô thôi. Wow. Một ngôi nha. Chui. Hồi nãy nha là cái người ta tòa lâu đài là mình nghi ngờ thôi, còn cái này lần này là mình chắc chắn nè, cái này là nhà của mình đó bạn ơi. Trời, được. Trời, tính ra là mình lớn anh 20 mấy tuổi rồi, mình mua được nguyên cái nhà bự thế này luôn.
nhưng mà chỉ là trong game thôi. Ước chuyện ngoài đời này mình cũng mua được cái như này là vậy hả? Ừ. Rồi, thôi mà không sao, ở trong game có được rồi, nguyên một cái nhà luôn. Ừ đúng rồi ha. Tính ra bây giờ mình 20 mấy tuổi rồi thì mình cũng phải cần có một ngôi nhà xịn xịn. Có khi nào nãy mình chơi Squid Game mình thắng xong mình mua được cái nhà luôn ta. Ok ok. Bây giờ phải làm gì giờ để mình qua cái nhà kia được ha? Ờ ui, chỗ này cao vậy? Lỡ té xuống bị gì giờ sao? Mình nhảy xuống coi. Ui. Không mà khoan. Nhảy xuống rồi giờ sao lên? Ủa, gì vậy trời? Làm lại nha các bạn nha. Hồi nãy bị rơi xuống dưới, bây giờ làm cách nào qua bên kia đây? Ở chỗ này không có một cây cầu nữa hết, làm sao qua được? Hình như cái này là để bảo vệ ngôi nhà của mình hay sao á. Cái chỗ này là rồi hiểu. Đây, chìa khóa đây rồi. Trời ơi, tôi là chủ nhà mà tôi không biết chìa khóa tôi để chỗ nào luôn bạn ơi, hay thiệt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa này để trong cái cây hả? Ok, để vô cây. Rồi sao nữa? Chuyện gì xảy ra? Ôi. Wow! Nó xây ra một cái cầu các bạn ơi. Trời đỉnh vậy trời, nó xây ra một cái cầu cho mình đi qua nè. Hợp lý. Ok, vô nhà thôi. Bên dưới này có gì ta? Hình như là một cái mật khẩu. 6 2 4 8. À, hóa ra là mật khẩu các bạn ơi. Ok, để mình thử nha. 6 nè, 2 4 8. Rồi ok, 6 2 4 8. Rồi coi coi có chuyện gì xảy ra không nha các bạn. Qua đây xem thử coi. Cửa mở rồi nè các bạn. Wow. Yeah, cửa mở rồi. Ui, ngầu quá nha. Ui, ngầu quá nha. Rồi, ok, cửa mở xong nè các bạn ơi. Thời luôn á trời, cửa mở là lâu rồi luôn á trời. Ui, đây chính là ngôi nhà của tôi sao? Trời đất ơi, sao mà nó to, nó đẹp dữ vậy trời. Hay, ok, để mình vô mình xem thử cái nhà mình sao đây. Bây giờ mình cao quá sao mình chui vô trong nhà được. Mình cao quá, ok, bây giờ mình sẽ khum người xuống để mình chui vô nha các bạn. Okay. Chui vô. Rồi, vô nhà nè. Ở bên đây là có gì đây? Khóa cửa hả? Hình như cái này là nút bấm để khóa cửa đúng không? Ờ, đúng nè, nó khóa cửa lại nè các bạn. Ờ, ok. Rồi, tiếp theo nữa là cái này là cái gì vậy ta? Nhà tôi có nhiều thứ mà tôi không biết cái gì vậy. Chuyện gì nha? Ui. Ê! Trời. Ui ơi, sao mà nó nhốt mình trong đây luôn hả các bạn? Ủa không, hình như cái này không phải là nhốt đâu. Cái này chắc là một cái hệ thống để chống trộm mấy bạn hiện đại vậy ta. Đâu tôi bấm thử coi nó có mất không nha. Ok, bấm thử nè. Ui, nó mất nè bạn. Wow, thì ra đây là hệ thống chống trộm ở trong nhà của mình. Ok, hay đó. Rồi, tiếp theo nữa, cái này hình như là để mở đèn nè. Bấm cái nút này để mở đèn trong nhà nè. Ok, để đi xung quanh coi cái nhà của tôi như thế nào đây. Trời ơi, tôi hời luôn, cái nhà của tôi nhìn nó đẹp, nó gọn gàng, sạch sẽ gì đâu luôn. Y hệt như cái tính của tôi luôn các bạn. Mặc dù cái phòng ngoài đời thật của tôi nhìn giống như là cái bãi rác vậy đó. À không nha, phòng của mình sạch sẽ gọn gàng nha. Mình nhìn sạch sẽ gọn gàng, mình không có vứt đồ lung tung đâu các bạn. Ok, này là gì? Ui. Oh my god. Cái gì? Ui trời ơi, xong mất máu luôn. Ủa? Một căn hầm bí mật. Oh my god, trời ơi. Tôi giàu đến nỗi mà tôi xây cả hầm bí mật ở bên dưới này luôn mấy bạn ơi. Ghê vậy trời. Để tôi xem coi cái này là cái gì đây. Bên này là cái phòng gì đây ta? Ủa? Phòng này hình như là để mình đựng tài sản của mình đó bạn. Có vàng nè, sắt nè, kim cương, ngọc lục bảo nè, nhiều thứ quá nè. Hay. Đâu bây giờ mình sẽ thử bấm thử kim cương xem coi như thế nào nha các bạn nha. Kim cương nè. Và cái rương này hiện tại có mấy cục redstone nè. Lấy ra ngoài đi. Mấy cục này dùng để làm gì đâu. Ok. Trong rương này không có gì hết. Thử bấm nút thử coi được gì không nha. Có kim cương không ta? Kim cương xuất hiện rồi nè các bạn. Wow. Trời, quá trời kim cương luôn. Trời, tôi tha hồ tôi lấy luôn. Ghê vậy trời. Yes, vậy là cái này là một căn hầm dùng để mình gọi là để đồ bên trong và mình có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn các bạn ơi. Mình bấm vô kim cương và mình lấy được quá trời kim cương nè. Ok, chỗ này là để mình để đồ nè. Còn cái này là gì đây? Bấm vô nút hả? Có chuyện gì xảy ra? Wow, bộ giáp bằng vàng biến thành bộ giáp kim cương luôn. Ghê vậy trời. Ngầu dữ vậy ta. Còn ở bên này là gì đây? Ngọc Ender hả? Ui. Bấm vô cái nút này để mình lấy ngọc Ender nè bạn. Nhiều dữ. Tha hồ lụm luôn. Ok, lụm. Trời, tính ra mình lớn lên sau mình giàu dữ rồi ta. Ước gì ngoài đời thật cũng vậy. Buồn. Ok, còn này gì đây? Bàn chế tạo. À, bấm vô để mình cất cái bàn chế tạo. Quá là đỉnh luôn. Còn ở bên này, bên này hình như là tủ quần áo của mình hay sao nữa bạn. Ở bên này có quá trời đồ luôn nè. Để mình thử chọn đó nha. Hình như mình chọn đồ được hay sao á. Mình sẽ chọn cái mũ màu tím nè. Cái áo hả? Cái áo mình chọn cái áo màu xanh lá cây đi. Còn cái quần thì mình sẽ chọn cái quần màu vàng. Còn đôi giày hả? Đôi giày mình chọn đôi giày màu hồng đi cho nó dễ thương nè. Rồi sau đó mình chui vô đây đúng không? Rồi bấm nút hả? Wow. Mấy
đó bạn ơi, bạn nhìn nè, mình bấm vô cái nút cái mình tự động có bộ đồ luôn nè bạn. Trời xịn vậy trời, xịn vậy trời. Vậy là tôi muốn chọn bộ đồ màu gì là nó sẽ ra bộ đồ màu đó cho tôi hả ta? Trời ơi, sao mà nhà của tôi xịn dữ vậy trời, thiệt luôn á, quá đẳng cấp luôn. Ok ok. Ồ, trời ơi, cái nhà của tôi xịn quá mấy bạn ơi. Nó có quá trời thứ để mình gọi là review luôn các bạn à. Ok, quá là đỉnh luôn. Ê, mà hình như là trời cũng sắp tối rồi nè. Hay, được rồi. Và mình nghĩ rằng là video của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên là mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đấy bạn ơi. Và mấy bạn thấy từ nãy giờ hành trình mình lớn lên có vui hay không, mấy bạn nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và mấy bạn muốn mình sẽ làm cái gì lớn lên trong Minecraft nữa thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Mình nghĩ rằng mình sẽ làm thử là bé cam bé bông lớn lên nè, hoặc là mình sẽ làm thử là chu chu tre hay là Huggy hay là cái gì đó lớn lên trong Minecraft, có vẻ sẽ là khá là vui đó. Ok, còn bây giờ thì trời tối rồi, cho nên tôi vô nhà tôi ngủ đây. Trước khi mấy bạn thoát ra thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và đừng quên là hãy qua bên kênh vlog của mình để xem vlog nha. Còn vậy, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Tạm biệt.